Chào các bác nhá. Chào mừng anh em quay lại với kênh YouTube của shop Tân Ánh nhá. Hôm trước tôi có giới thiệu với các bác cái bộ quần áo yếm để dùng để nội nước nhá. Hôm nay tôi sẽ làm một video ngắn để test thử cho các bác xem luôn là bộ quần áo này nó có ngấm nước hay không nhá. Thì cái này nội nước, dùng trong những mục đích nội nước, đánh cá hay là nói chung là dùng với mục đích nội nước nhá. Hôm nay thì tiện thể đang có cái ao gỗ này. Anh trai tôi đang vớt gỗ ngâm lên thì tôi sẽ xuống phụ anh một tay vớt gỗ và để cho các bác thấy rằng là cái bộ quần áo này không ngấm nước nhé, bộ quần áo này không hề ngấm nước. Thì đây là tôi sẽ mặc quần nào nhé các bác này, các bác nhá. Đây là tôi mặc quần đùa lót, quần đùa lót nhá, quần đùa lót. Các bác xem này, cũng là chân tay tôi là khô nguyên nhé. Để sau tôi xuống vớt gỗ xong, tôi lên, tôi cởi bộ này ra thì nó có còn khô nữa hay không nhé, thì để xem là nước có ngấm vào hay không. Bây giờ tôi sẽ tiến hành mặc. Các bác mặc cái này thôi, nói chung là nó rất kín này, các bác chỉ cần mặc quần đùa lót thôi cho nó mát nhé, chứ còn đừng lên mặc quần áo dài nóng lắm. Còn bác nào tự tin không mặc gì mát hơn nhé. Như hôm trước tôi cũng đã bảo các bác rồi, dây các bác nên đeo chéo dây nhé, đeo chéo dây thì nó sẽ hạn chế bị trôi hơn, Đây, các bác này, các bác điều chỉnh cho cái dây nó dài hay ngắn cho nó phù hợp, dài hay ngắn cho nó phù hợp với mình. Có nghĩa là dài quá thì nó trũng cái đúng mà xuống, còn ngắn quá lại căng. Thì tôi thấy như này là thoải mái này, ngồi được thoải mái, đấy ngồi được thoải mái. Bây giờ tôi sẽ tiến hành xuống ao. Cái này thì bây giờ mình, đây là tôi xuống ao vớt gỗ, là cái nước này là cái nước, đây là nước ao tù. Nó rất là bẩn. Thế này có cái bộ này ấy, thì mình sẽ tránh được nước vào người, tránh được vào người nhất. Thế còn các bác mà đi chích cá thì nó lại cách điện thì nó rất là an toàn, nó rất an toàn nhé. Đây tôi sẽ xuống bậc ở bên kia, đang cần xuống chỗ này luôn đi. Hàng này là hàng dày nhé. Dưới ao thì có rất là nhiều gạch đá này, gai này, thì để xem cái bộ này nó có trụ được không nhá. Rồi, rồi xuống rồi, nó chưa thấy nước ở trong này không? Ao này thì nước nó đọng, đọng mấy năm rồi. Ôi thối. Anh em đợi nước nội bùn cho anh nhá. Đợi nước nội bùn. Tôi sẽ cùng anh bớt một chút bố lên. Ai để chạy? Bốn trong bùn luôn. Đây các bạn nhìn thấy này. Nó sẽ chịu được nước lên đến tầm này luôn. Thì cái nước này nó ngấm thế này thôi. Đây là cái ao nó thôi. Anh ấy để em thu vào tay rồi. Các bác nhá. Cái này thì tôi đang vớt gỗ. Còn các bác mặc bộ này có thể là đi kéo cá, đi đánh cá, như là sao nước nó không cạn ở đây. Nước không cạn ở đây là được nhá. Thì bây giờ là các bác không phải chờ đâu. Tôi sẽ lên trên bờ và tháo bộ này ra để xem là nước nó có vào hay không nhá. Sau này tôi lại tiếp tục xuống giúp anh sau nhá. Đây. Cái này mà đi chích cá này vô tư luôn. Đấy, cái bộ này là bộ dày, giống gai cào, giống chiên.
Ngoài làm trên luôn nhé. Bây giờ tôi sẽ cởi ra là xem cái trâu có tí nước nào không rồi. Khô nguyên các bác nhé. Nói chung là khô nguyên. Đây, các bác xem chân tay này, khô nguyên nhá. Đây là cái bộ này là kín tuyệt đối, không có ngấm một chút nước nào các bác nhá. Đấy, kết cấu của bộ này thì ở lít trước cũng đã giới thiệu cụ thể rồi. Hôm nay cho các bác xem là nội nước trực tiếp, nội nước trực tiếp rất là ok, rất là êm nhá. Giá là 450 một bộ. Mọi thông tin thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với lại số điện thoại trên màn hình nhá. Thế là để kết thúc lại mình. Đây là cái công trình thực tế của nhà tôi nhé. Đó là cái ao này tôi đang vân đây để tôi lấp ao thì làm cái sân. Thì phía trong này là sân nhà này. Đấy, phía trong này là sân nhà. Đấy. Thế đây đang công trình đang xây dựng dở. Rồi cảm ơn các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở clip sau nhé. Bây giờ tôi lại tiếp tục mặc nó lại và lại xuống phụ cho anh vân nốt cái bẻ gỗ kia đây. Cũng còn khá là nhiều ấy nhá. Rồi chào các bác nhé, hẹn gặp lại các bác em vào đến sau.